Hi, xin chào cả nhà. Mita quay trở lại với cả nhà trong cả series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái chủ đề ngày hôm nay là cái chủ đề dinh dưỡng ung thư. Trong cái video này, Mita sẽ chia sẻ với cả nhà về những thực phẩm tất cả trong cái chế độ ăn hàng ngày của các bạn là nên ăn và không nên ăn, hạn chế ăn dành cho những bệnh nhân ung thư đã kết thúc quá trình điều trị, đang trong quá trình điều trị nhé. Các bạn biết không là cái môi trường axit bên trong cơ thể của bạn là nơi trú ngụ, là nơi phát triển và lây lan của tế bào ung thư. Nếu như bạn ăn thực phẩm vào nhưng mà nó tạo ra môi trường axit, đó là cơ hội để làm cho cái tế bào ung thư tiếp tục phát triển, tiếp tục lây lan. Do đó, việc lựa chọn đầu tiên là hãy ăn những cái loại thực phẩm mà cơ thể của bạn sau khi chuyển hóa thành năng lượng để tham gia vào quá trình chuyển hóa bên trong của tế bào, thì sau đó là môi trường được tạo ra là kiềm hoặc là trung tính nhé. Mình cắt nghĩa ở đây cho các bạn hiểu như thế này: chanh rất là chua khi bạn ăn, nhưng khi sau khi chanh được hấp thụ vào bên trong cơ thể, quá trình chuyển hóa ra năng lượng và cũng như tham gia vào quá trình chuyển hóa của tế bào, thì sau đó chanh lại tạo ra môi trường kiềm chứ không phải là axit. Do đó các bạn phải hiểu rõ ở đây là môi trường axit được tạo ra bên trong cơ thể của bạn là cái thời kỳ, là giai đoạn mà bạn ăn vào quá trình tiêu hóa, hấp thụ năng lượng, rồi sau đó nó mới tạo ra một cái môi trường axit. Thì tất cả những thực phẩm mình liệt kê ở dưới đây theo cái nhóm phân loại như thế này, các bạn sẽ để ý chi tiết từng bước một, từng nhóm một và từng loại thực phẩm một để các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Đương nhiên, đây là những nhóm thực phẩm thông dụng, còn những nhóm thực phẩm mà đáng quý như mình đã trình bày ở cái video tuần trước là 5 thực phẩm chống ung thư là các bạn không được bỏ qua nhé. Trong cái video này, các bạn hãy xem đi xem lại nhiều lần và ghi chép ra chi tiết cụ thể để bổ sung vào cái chế độ ăn hàng ngày của các bạn để giúp cải thiện cái chế độ, giúp cải thiện cái sức khỏe của bạn nhé. Đã xem hết rồi phải không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi cả video này. Mình hy vọng rằng sau khi xem xong, các bạn ghi chú ra những cái nhóm thực phẩm nên ăn, những nhóm thực phẩm ăn ít và nhóm thực phẩm không nên ăn. Nếu bạn là người đã thường xuyên ăn những nhóm thực phẩm không nên ăn, thì đây là một lý do để giúp bạn loại trừ nó ra khỏi cái chế độ ăn hàng ngày của bạn. Hãy giảm bớt từ từ và loại hẳn để cho cơ thể của bạn được đáp ứng tốt hơn và để cho cơ thể của bạn đã loại bỏ tế bào ung thư một cách dễ dàng hơn. Hãy chia sẻ với những bệnh nhân ung thư khác chưa biết những thông tin này để giúp họ cũng sống khỏe mạnh hơn cùng các bạn nhé. Bye bye.